Trong thời gian qua, Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy kinh hoàng gây thiệt hại nặng về người và tài sản, như vụ cháy ở Trung Kính và Khương Hạ. Điều đáng nói, gần như hầu hết trong các ngõ, ngách tại Hà Nội không hề có các trụ chữa cháy khiến cho người dân cảm thấy bất an. Thì chúng tôi cũng rất là mong là được lắp những cái cột cứu hỏa như thế để đưa sát nhất, gần nhất vào để cho người dân. Nếu trong trường hợp những cái trường hợp như xảy ra thì sẽ không bị những cái thiệt hại nặng. Dạo này mình thấy ở Hà Nội đang xảy ra rất nhiều vụ cháy nên mình thấy rất là bất an, đặc biệt là trong ngõ hẻm khi xảy ra những vụ cháy thì đội cứu hỏa rất là khó để mà tiếp cận. Mình mong là chính quyền sẽ có những cái biện pháp phòng cháy chữa cháy ở trong các cái khu ngõ, như là lắp đặt thêm các cái trụ cứu hỏa để đảm bảo an toàn cho người dân khi mà xảy ra những cái vụ cháy ở trong ngõ hẻm. Thế nên là mong muốn của mọi người dân trong ngõ nhỏ đến ngày mai là tiếp xúc cử tri, là tổ 26 là đã có đề xuất với ủy ban là sẽ lắp các họng cứu hỏa và đưa các đường dây điện này xuống dưới ngầm để cho bảo đảm về hè phòng cháy nổ. Nhiều chuyên gia cho rằng việc thiết kế hạ tầng không đảm bảo, đặc biệt trong các khu dân cư của Hà Nội, khiến cho việc lắp đặt các trụ chữa cháy để hỗ trợ xe cứu hỏa từ xa trong các ngõ ngách trở nên cực kỳ khó khăn. Trên thực tế thì cái hạ tầng nó chưa đáp ứng được, nên là bây giờ người ta đang dần dần thực hiện, nhưng mà những cái khu mới thì sẽ làm mới, các khu cũ thì bây giờ đang là bất cập ở cái chuyện khu cũ đấy, xây dựng hạ tầng như nào đang là cái khó khăn, vì phải xây dựng đến trụ nước ở trong các khu dân cư, nhưng với nguồn cấp nước như nào và bản thân là các cái khu nhà đường nhỏ ngõ hẻm và cái hạ tầng cấp nước ở đấy nó chưa có sẵn thì là cái đang là cái khó khăn của các cơ quan nhà nước. Trước tình hình chữa cháy trong các ngõ, ngách của Hà Nội không được đảm bảo, ông Thái nhận định việc lắp đặt hệ thống trụ nước cứu hỏa tại khu dân cư của thành phố Hà Nội là hết sức cần thiết và cần được thực hiện theo đúng quy định.